안녕하세요, xin chào các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu một số những liên từ nối thường dùng trong tiếng Hàn. Chúng ta hiểu liên từ nối tức là những từ dùng để nối câu, có thể mang nghĩa là gì nhỉ? Tuy, thế, nhưng mà, nhưng, hoặc là gì nhỉ? Thế thì, hoặc là vậy thì. Tất cả những từ kiểu như thế được gọi là liên từ nối. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu 6 liên từ nối thông dụng thường dùng nhé. Chúng ta sẽ có đầu tiên với 그런데. 그런데 mang nghĩa là nhưng mà, hoặc là tuy nhiên. Chúng ta có 그런데 có thể rút gọn thành 근데, 근데. Đó là chúng ta sẽ lấy của từ 그 với âm tiết là ron, các bạn lấy của âm n, phụ âm n sẽ là thành 근 và 데, 근데, hoặc các bạn nói đầy đủ là 그런데. Nó mang nghĩa thứ nhất, mang nghĩa là gì nhỉ? Nhưng mà, thế nhưng, tuy nhiên, để chỉ ra cái sự đối lập. Cái lớp nghĩa thứ hai đó là nhân tiện hoặc là tiện thể hoặc là mà. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi ví dụ dưới đây để các bạn hiểu. Chúng ta sẽ có câu đầu tiên. 그 사람 알아요. 그 사람 알아요. 그런데 이름을 잊어버렸어요. 그 사람 알아요. 그런데 이름을 잊어버렸어요. Tôi biết người ấy, thế nhưng tôi quên tên mất rồi. Chúng ta sẽ có ở đây 그 사람 có nghĩa là cái người ấy đấy. 알아요. 알아요 có nghĩa là biết. Gốc của nó là 알다 mang nghĩa là biết. Khi các bạn chia theo yo sẽ chuyển thành 알아요. Cái vế đằng trước là gì nhỉ? Biết người đó nhưng mà. 그런데 nhưng mà, hoặc là thế nhưng, hoặc là tuy nhiên. Đối với từ 그런데 các bạn có thể dịch là nhưng, hoặc là nhưng mà, hoặc là thế nhưng, hoặc là tuy nhiên. 이름 có nghĩa là tên. 잊어버렸어요 đã quên mất rồi. Gốc của nó sẽ là 잊어버리다. 잊어버리다 mang nghĩa là quên mất. Còn đã quên mất sẽ là 잊어버렸어요. 그 사람 알아요. 그런데 이름을 잊어버렸어요. Tôi biết người ấy, thế nhưng tôi quên tên mất rồi. 색깔도 예쁘고 좋아요. 그런데 이거 어디에서 샀어요? 색깔도 예쁘고 좋아요. 그런데 이거 어디에서 샀어요? Có nghĩa là gì nhỉ? 좋아요 mang nghĩa là tốt và 색깔, 색깔 mang nghĩa là màu sắc, thu là cũng, 예쁘고 cũng đẹp. Có nghĩa là gì nhỉ? Tốt và màu sắc thì cũng đẹp. 그런데 chúng ta sẽ có 그런데 trong trường hợp này nó mang lớp nghĩa thứ hai đó là gì nhỉ? Nhân tiện, tức là nhân tiện cho tôi hỏi hoặc là tiện thể cho tôi hỏi đấy. 이거 cái này 어디에서 샀어요? Anh đã mua cái này ở đâu? Hoặc là mua nó ở đâu? Ta sẽ có tốt và màu cũng đẹp mà anh mua nó ở đâu vậy? Hoặc là nhỉ? Nhân tiện thì anh mua nó ở đâu vậy? Như vậy chúng ta có cái lớp nghĩa thứ hai này các bạn có thể dịch một cách nhẹ nhàng hơn. Các bạn cũng có thể dịch từ 그런데 mang nghĩa là gì nhỉ? Nhưng mà anh muốn nó ở đâu vậy cũng được. Hoặc đối với người Hàn Quốc thì người ta hiểu rằng đây nó còn nhân tiện hoặc là tiện thể thường dùng khi mà trong câu hỏi, tức là gì nhỉ? Cái này thì đẹp đấy và tốt đấy, tiện thể hoặc là nhân tiện hoặc là mà anh mua nó ở đâu vậy. Thường nó mang nghĩa lớp thứ hai, lớp nghĩa thứ hai khi đằng sau của nó là câu hỏi nhé. Như vậy chúng ta sẽ có 그런데 mang nghĩa là nhưng mà, tuy nhiên. Ngoài ra nó còn mang lớp nghĩa đó là nhân tiện hoặc là tiện thể hoặc là mà, thường theo sau là dạng câu hỏi. Chúng ta sẽ có 그 사람 알아요. Cái người đó thì tôi biết, người ấy thì tôi biết. 그런데 이름을 잊어버렸어요. Thế nhưng mà tôi quên tên mất rồi. 색깔도 예쁘고 좋아요. 그런데 이거 어디에서 샀어요? Tốt và màu cũng đẹp đấy, mà anh mua nó ở đâu vậy? Hoặc là nhân tiện thì anh mua nó ở đâu vậy? Cái từ nhân tiện này chúng ta hiểu là nhỉ? Nhân tiện cho tôi hỏi đấy, anh mua nó ở đâu vậy? Tiếp theo chúng ta sẽ có với 하지만 mang nghĩa là nhưng mà, tuy nhiên. Nó cũng giống với 그런데, nhưng mà đối với từ này thì nó có một chút trang trọng hơn so với 그런데. Các bạn chú ý nhá, những cái liên từ nối mình giới thiệu trong video ngày hôm nay nó đều đứng ở vị trí đầu câu. Các bạn hãy theo dõi ví dụ sau nhé. 많이 잤어요. 하지만 지금 피곤해요. 많이 잤어요. 하지만 지금 피곤해요. Có nghĩa là đã ngủ nhiều rồi, tôi đã ngủ nhiều, nhưng giờ vẫn mệt. 하지만 mang nghĩa là nhưng. 하지만 là nhưng, 지금 bây giờ 피곤해요. Bây giờ thì tôi vẫn mệt. 많이, các bạn phát âm là 많이, nối âm n lên. 많이 잤어요. đã ngủ nhiều. 하지만, nhưng mà, 지금 피곤해요. nhưng mà bây giờ vẫn mệt. Các bạn có thể dịch là nhưng mà hoặc là tuy nhiên. Chỉ ra cái sự đối lập giữa vế đằng trước và vế đằng sau, giữa câu trước và câu sau. 겨울이에요. 겨울이에요. 하지만 춥지 않아요. 겨울이에요. 겨울 có nghĩa là mùa đông. 겨울이에요. 하지만 춥지 않아요. Là mùa đông nhưng mà không lạnh. 겨울, 겨울 mang nghĩa là mùa đông. 이에요 là. 하지만 nhưng 춥다 mang nghĩa là lạnh. Chúng ta sẽ có động từ hoặc là tính từ bỏ tà đi cộng với 지 않아요 mang nghĩa là không. 지 않아요 không, không lạnh. 하지만 춥지 않아요 nhưng không lạnh. 담배는 건강에 안 좋아요. 하지만 끊을 수 없어요. 담배는 건강에 안 좋아요. 하지만 끊을 수 없어요. Có nghĩa là thuốc lá thì không tốt cho sức khỏe, nhưng tôi không bỏ được. 담배 mang nghĩa là thuốc lá. 건강 có nghĩa là sức khỏe. An có nghĩa là không, cũng là một từ phủ định, nó giống với 지 않아요, nhưng nó đứng đằng trước của động từ hoặc là tính từ. Còn 지 않아요 cũng là một từ phủ định mang nghĩa là không, nhưng mà nó đứng đằng sau của động từ hoặc là tính từ nhé. Nó sẽ có 안 좋아요 mang nghĩa là không tốt. 뭐뭐에 안 좋아요 mang nghĩa là không tốt cho cái gì đó, cụ thể là 건강에 안 좋아요, không tốt cho sức khỏe. 하지만 nhưng mà 끊을 수 없어요. 끊을 수 없어요 có nghĩa là không thể bỏ được. Chúng ta có từ 끊다 mang nghĩa là bỏ đấy. Từ bỏ đấy. Còn chúng ta sẽ có động từ bỏ tà đấy, mà động từ có phụ âm cuối như thế này thì các bạn sẽ cộng với 을 수 없다. Nó mang nghĩa là không thể hoặc là không thể được. 담배는 건강에 안 좋아요. 하지만 끊을 수 없어요. Thuốc lá thì không tốt cho sức khỏe, nhưng tôi không bỏ được. Ở đây khi phát âm các bạn cần chú ý nối âm. Các bạn sẽ có ở đây là phụ âm kép, nhưng mà phụ âm hờ này, ở vị trí này nó coi là âm câm. Thế thì các bạn không nối lên để đọc, mà các bạn sẽ nối cái riêng, nối r lên. Các bạn sẽ phát âm là 끊을 수 없어요. 끊을 và nối r lên nhé. Nối lên với 을 đấy, sẽ là 끊을 수 없어요. 끊을 수 없어요, không bỏ được. Như vậy với 하지만 chúng ta có nó đứng ở vị trí đầu câu và thường chỉ ra cái sự đối lập giữa câu đằng trước với câu đằng sau, mang nghĩa là nhưng mà, tuy nhiên hoặc là tuy vậy, tuy thế nhưng. Tiếp theo chúng ta cũng có 그러나 cũng mang nghĩa là nhưng mà, tuy nhiên. Nghĩa thì giống với 그런데 hoặc là 하지만. Tuy nhiên với 그러나 thì nó dùng rất là trang trọng và chỉ được dùng trong văn viết thôi. Dùng trong văn viết các bạn nhé. Và chúng ta sẽ có ví dụ như 나는 어제 그의 집에 갔다. 그러나 그를 만나지 못했다. 나는 어제 그의 집에 갔다. 그러나 그를 만나지 못했다. Có nghĩa là hôm qua thì tôi đến nhà nó, hoặc là tôi đến nhà nó hôm qua nhưng không gặp nó. 나는 trong trường hợp này, 나는 trong trường hợp xưng hô có thể là chủ thể đây là tôi nhé, tôi hoặc là mình hoặc là chị. 어제 hôm qua, 그에 có từ 그 mang nghĩa là nó hoặc là ấy hoặc là hắn ta hoặc là anh ta. Ơi sở hữu mang nghĩa là của, nhưng mà khi mà nó ở cái dạng sở hữu nhà của ai đó ấy, 그에 집에 thì các bạn phát âm từ ơi này chuyển thành e nhé, phát âm là e thì nó tự nhiên. 그에 집에 갔다 có nghĩa là đã đến, động từ đây là 가다. 가다 mang nghĩa là đến, đi đến, nhưng mà ở dạng quá khứ thì các bạn sẽ chia là gì? 갔다. 그의 집에 갔다 có nghĩa là tôi đã đến nhà của nó. 그러나 nhưng mà, tuy nhiên. 그를 만나지 못했다 nhưng mà đã không gặp được nó. 만나다 mang nghĩa là gặp nhá. Còn chúng ta có động từ cộng với 지 못했다. 지 못했다 ấy, động từ cộng với 지 못했다 nó mang nghĩa là đã không thể gặp được. Ở đây các bạn nối âm bắt chim lên, sờ và hờ khi kết hợp với nhau thì các bạn sẽ đọc nối âm lên thành âm thở. 못했다 그를 만나지 못했다. Đã không thể gặp được. Như vậy, chỉ ra sự đối lập, nhưng mà 그러나 dùng trong văn viết. Một ví dụ nữa, 나는 가고 싶었다. 그러나 갈 수 없었다. 나는 가고 싶었다. 그러나 갈 수 없었다. Thường trong văn viết ấy, thì người ta thường để đuôi câu như thế này. Để đuôi quá khứ hoặc là hiện tại nhưng mà sử dụng với ta như thế này. Nếu mà trong khi mà hội thoại thường các bạn sẽ nói là gì nhỉ? Ví dụ 그의 집에 갔어요 hoặc 갔습니다, đúng không? Thường chia đuôi câu. Nhưng mà đây thường người ta trong văn viết thường giữ nguyên đuôi câu thế này. 나는 가고 싶었다. Tôi đã muốn đến, tôi đã muốn đi. 가다 có nghĩa là đi đấy. Còn cô 싶다 mang nghĩa là muốn. Còn đã muốn sẽ là cô 싶었다, có nghĩa là tôi đã muốn đi. 그러나 nhưng hoặc là nhưng mà hoặc là thế nhưng hoặc là tuy nhiên. 갈 수 없었다 nhưng mà đã không đi được, đã không thể đi được. Chúng ta có 갈 수 없었다 cũng mang nghĩa là không thể, đã không thể. Như vậy chúng ta sẽ có 그런데 hoặc là 하지만, hai cái trường hợp đầu tiên các bạn có thể sử dụng khi nói nhiều hơn. Còn 그러나 cũng mang nghĩa là nhưng mà, tuy nhiên, nhưng mà sử dụng trong văn viết rất là trang trọng. Trường hợp thứ tư chúng ta sẽ có liên từ nối, đó là 그래서 mang nghĩa là vì vậy, vì thế, cho nên. Chúng ta sẽ có cái 그래서 nó được dùng trong khi trần thuật, khi nói chuyện, nhưng mà không dùng trong câu đề nghị, câu mệnh lệnh nhé. Không dùng trong câu đề nghị, câu mệnh lệnh. Ví dụ 어제는 비가 왔어요. 그래서 하루 종일 집에 있었어요. 어제는 비가 왔어요. 그래서 하루 종일 집에 있었어요. Hôm qua thì đã mưa, 비가 왔어요. Trời đã mưa. 그래서 vì vậy, vì thế hoặc là cho nên. 하루 종일 có nghĩa là 하루 có nghĩa là một ngày đấy, 종일 mang nghĩa là suốt, 하루 종일 là suốt cả một ngày ấy. 집에 있었어요. Tôi đã ở nhà. 어제는 비가 왔어요. 그래서 하루 종일 집에 있었어요. Hôm qua trời mưa, vì vậy tôi ở nhà cả ngày. 그래서 vì vậy. Như vậy nó dẫn đến một cái mệnh đề kết quả, đúng không? Đằng trước là một lý do nguyên nhân đó là vì trời mưa, dẫn đến cái mệnh đề kết quả là không đi đâu được, chỉ ở nhà thôi. Một ví dụ nữa, 오늘 약속이 있어요. 그래서 지금 가야 해요. 오늘 약속이 있어요. 그래서 지금 가야 해요. Hôm nay thì tôi có hẹn, vì vậy mà bây giờ tôi phải đi. 오늘, hôm nay, 약속 gấp đôi phụ âm lên, có nghĩa là cuộc hẹn ấy, hoặc là hẹn, 있어요, có. 그래서, vì vậy, 지금, bây giờ, 가야 해요, tôi phải đi. Động từ là 가다, động từ bỏ tà cộng với ya 해요 và nghĩa là phải làm một cái việc gì đó. Như vậy, đằng trước nêu lên một cái nguyên nhân là gì nhỉ? Lý do đó là có hẹn, cho nên dẫn đến cái mệnh đề kết quả là bây giờ tôi phải đi rồi. 엄마가 보고 싶었어요. 그래서 전화를 했어요. 엄마가 보고 싶었어요. 그래서 전화를 했어요. 엄마 có nghĩa là mẹ, 보고 싶다 mang nghĩa là nhớ. Thế thì tôi đã nhớ mẹ tôi sẽ là 보고 싶었어요. Tôi nhớ mẹ tôi. 그래서 vì vậy, 전화를 했어요. Tôi đã gọi điện. 전화를 하다 mang nghĩa là gọi điện. Thế thì tôi đã gọi. Chia ở dạng quá khứ sẽ là 전화를 했어요. Như vậy các bạn sử dụng 그래서 đứng ở vị trí đầu câu, mang nghĩa là vì vậy, vì thế, cho nên. Và lưu ý rằng các bạn không dùng trong câu đề nghị, câu mệnh lệnh nhé. Ví dụ các bạn nói rằng trời mưa, vì vậy hãy mang ô. Các bạn, cái từ vì vậy trong tiếng Hàn mang nghĩa là 그래서, đúng không? Nhưng còn có nhiều những cái từ khác cũng mang nghĩa là vì vậy, cho nên là các bạn sẽ sử dụng với trường hợp khác. Còn khi mà các bạn nói rằng trời mưa đấy, vì vậy hãy mang theo ô, thì các bạn không được sử dụng cái 그래서 trong dạng câu mệnh lệnh hãy mang theo ô. Các bạn lưu ý nhé. Đối với 그래서 nó mang nghĩa là vì vậy, các bạn chỉ sử dụng trong dạng câu trần thuật thôi, hoặc là dạng câu hỏi. các bạn không dùng trong dạng câu đề nghị là ai đó hãy làm gì hoặc là nên làm gì nhá. Các bạn không dùng trong câu đề nghị, câu mệnh lệnh. Tiếp theo ta sẽ có 그러니까. Trong trường hợp này thì các bạn dùng cái từ này cũng mang nghĩa là vì vậy, bởi vậy, cho nên, vì thế, giống với 그래서, nghĩa thì giống với 그래서. Nhưng nó khác một chút, đó là gì nhỉ? Nó dùng được cho câu đề nghị, câu mệnh lệnh. Ví dụ 비밀 꼭 지킬게. 그러니까 얘기해봐. 비밀 꼭 지킬게. 그러니까 얘기해봐. Có nghĩa là tớ nhất định sẽ giữ bí mật, vì vậy hãy nói đi. 비밀, 비밀 mang nghĩa là bí mật, 꼭 là nhất định, 지키다 mang nghĩa là giữ đấy, 지키다 mang nghĩa là giữ nhá. Còn khi mà các bạn sẽ có cái đuôi riêng kề, nó mang nghĩa là sẽ, thể hiện cái sự hứa hẹn một cách chắc chắn. 비밀 꼭 지킬게 hoặc là 지킬게요, tớ nhất định sẽ giữ bí mật. 그러니까 vì vậy, 얘기해봐 hãy nói đi, hãy thử nói xem nào. 얘기해보다 gốc của nó là 얘기해보다 mang nghĩa là thử nói xem, thử nói. Còn 얘기해봐 mang nghĩa là hãy thử nói xem nào. Đây là dạng không kính ngữ, sử dụng trong mối quan hệ thân mật, xuồng xã, bạn bè. Như vậy chúng ta có 그러니까 sử dụng trong dạng đuôi câu đề nghị đúng không? Hãy nói đi xem nào. Còn khi mà các bạn sử dụng với 그래서 thì các bạn không được dùng trong câu này. Một ví dụ nữa, 비가 올 것 같아요. 그러니까 우산을 가져갑시다. 비가 올 것 같아요. 그러니까 우산을 가져갑시다. Có nghĩa là trời có vẻ sẽ mưa, vì thế mà hãy mang theo ô. Vì thế mà sẽ có 비가 올 것 같아요. 비가 오다 mang nghĩa là trời mưa. Còn động từ bỏ tà gắn riêng 것 같아요, nó mang nghĩa là dự đoán, hình như hoặc là có vẻ. Có vẻ là sẽ mưa đấy. 그러니까 có nghĩa là vì thế mà hoặc là chính vì thế mà. 우산 có nghĩa là ô. 가져가다 mang nghĩa là mang theo. 우산을 가져가다 là mang theo ô. Còn cái đuôi 비읍시다 được gắn vào để thể hiện cái sự mệnh lệnh này, tức là gì nhỉ? Chúng ta hãy mang theo ô đi. 그러니까 우산을 가져갑시다. Vì thế mà chúng ta hãy mang theo ô. Tiếp theo, 나 오늘 기분 안 좋아. 그러니까 말 시키지 마. 나 오늘 기분 안 좋아. Có nghĩa là gì nhỉ? Tớ thì hoặc là tôi thì hôm nay tâm trạng không tốt. 그러니까 vì vậy thì 말 시키지 마, vì vậy đừng bắt tôi nói. 말 có nghĩa là cái lời nói đấy. 시키다 mang nghĩa là sai khiến hoặc là bắt. 지마 mang nghĩa là đừng sai khiến hoặc là đừng bắt tôi phải nói. 나 là tôi này, 오늘 hôm nay, 기분 là tâm trạng, 안 là không, 좋아 gốc của nó là 좋다 mang nghĩa là tốt đấy. 안 좋아 hoặc là 안 좋아요, tâm trạng của tôi thì không tốt đâu. 그러니까 vì vậy hoặc là vì thế mà hoặc là bởi vậy hoặc là cho nên. 말 시키지 마 nên là đừng bắt tôi nói. Như vậy các bạn lưu ý nhé, 그러니까 cũng mang nghĩa là vì vậy, bởi vậy, cho nên. Nó được dùng trong mọi trường hợp, có thể sử dụng trong dạng câu trần thuật, câu hỏi, câu đề nghị, câu mệnh lệnh. Tiếp theo chúng ta sẽ có 그러면. 그러면 mang nghĩa là nếu vậy, như vậy hoặc là vậy thì. Và chúng ta có nó được dùng rút gọn là 그럼. Các bạn sẽ có 그러면 có thể dùng là 그럼. Nó có của 그 và 러, và ở đây lấy phụ âm m sẽ là 그럼, 그럼 hoặc là 그러면 là dạng đầy đủ. Chúng ta sẽ có ví dụ nhá. 사실을 말해. 그러면 용서해 줄게. 사실을 말해. 그러면 용서해 줄게. Có nghĩa là hãy nói sự thật hoặc là hãy nói sự thật đi, như vậy thì sẽ tha thứ cho. Cậu hãy nói sự thật đi, như vậy thì tôi sẽ tha thứ cho. 사실 có nghĩa là sự thật. 말해 mang nghĩa là nói. 말하다 mang nghĩa là động từ. 말하다 mang nghĩa là gì nhỉ? Nói. 사실을 말해요 hoặc là 사실을 말해 có nghĩa là hãy nói sự thật đi. 그러면 có nghĩa là gì nhỉ? Nếu như vậy hoặc là, tức là chúng ta hiểu là nếu mà cậu nói sự thật thì 용서해 줄게, tôi sẽ tha thứ cho. 용서해 주다 có nghĩa là tha thứ cho. Còn 줄게 mang nghĩa là sẽ. 사실을 말해. 그러면 용서해 준 게. Hãy nói sự thật đi, như vậy sẽ tha thứ cho. Đây là dạng không kính ngữ. Còn nếu mà các bạn muốn sử dụng kính ngữ lịch sự hơn thì các bạn thêm đuôi yo nhé. 사실을 말해요, thêm yo. 그러면 용서해 줄게요, 줄게요. Muốn thêm kính ngữ lịch sự thì các bạn chỉ cần thêm đuôi yo thôi. Còn trong mối quan hệ như là người trên nói với người dưới hoặc là mối quan hệ bạn bè thì các bạn không cần sử dụng với đuôi yo. Muốn nói chuyện một cách thân mật thì các bạn chỉ cần bỏ yo đi. 한국에 오세요. 그러면 제가 안내해 드릴게요. 한국에 오세요. 그러면 제가 안내해 드릴게요. Có nghĩa là hãy đến Hàn Quốc, vậy thì tôi sẽ làm hướng dẫn, hoặc là gì? Nếu thế thì đấy, hoặc là như vậy thì tôi sẽ hướng dẫn cho bạn. 한국에 오세요. Hãy đến Hàn Quốc, hoặc là gì? Hãy đến Hàn Quốc đi. Nếu thế thì hoặc là vậy thì tức là gì nhỉ? Cái cụm này tức là dạng rút gọn của cái câu này, tức là gì nhỉ? Nếu mà bạn đến Hàn Quốc thì 제가 tôi 안내해 드릴게요. Tôi sẽ làm hướng dẫn cho, hoặc là tôi sẽ hướng dẫn cho. Tôi sẽ làm hướng dẫn cho. Ta sẽ có ở đây 안내하다 mang nghĩa là hướng dẫn, còn 드리다 mang nghĩa là gì nhỉ? Cho, nhưng mà là dạng kính ngữ. 안내해 드릴게요. Tôi sẽ hướng dẫn cho. Ở trong câu này thì người nói đã sử dụng kính ngữ đối với những người trên, người có địa vị, người lớn tuổi, người cần được tôn trọng. Còn thông thường các bạn chỉ cần sử dụng với chuta cũng được. Chúng ta có từ chuta, dạng kính ngữ của nó là 드리다. Các bạn có thể nói rằng 안내해 줄게요 cũng được, nhưng mà khi các bạn muốn thể hiện cái sự đặc biệt tôn trọng, các bạn sử dụng với 드리다. 안내해 드릴게요. Tôi sẽ hướng dẫn cho. Một ví dụ nữa, 한국 음식 좋아해요? 한국 음식 좋아해요? 그럼 김밥도 좋아해요? 한국 음식 좋아해요? Có nghĩa là bạn thích món Hàn phải không? 그럼 김밥도 좋아해요? Nếu thế thì cũng thích cơm cuộn phải không? Nếu thế thì sẽ có 한국 음식 mang nghĩa là món ăn Hàn. 좋아해요? Có nghĩa là thích phải không? 그럼 chính là dạng viết gọn của 그러면. Các bạn có thể dùng là 그러면 hoặc là 그럼. 김밥, 김밥 mang nghĩa là cái món cơm cuộn đấy. 김밥도 좋아해요. Do là cũng. Nếu thế thì cũng thích cơm cuộn có phải không? Tiếp theo chúng ta sẽ có một ví dụ nữa. 지금 바빠요? 그러면 언제 안 바빠요? 지금 바빠요? 그러면 언제 안 바빠요? Bây giờ bận à, vậy khi nào không bận? 지금 bây giờ 바빠요, bận à, bận phải không? 그러면 vậy thì hoặc là nếu thì, nếu thế thì 언제 khi nào 안 바빠요, vậy thì hoặc là nếu thế thì khi nào không bận. Như vậy chúng ta sẽ có 그러면, các bạn có thể rút gọn là 그럼, nó mang nghĩa là nếu thế thì hoặc là thế thì, vậy thì. Vừa rồi thì mình chia sẻ với các bạn 6 liên từ nối thường dùng quan trọng trong tiếng Hàn. Những liên từ nối này các bạn lưu ý nhé, nó luôn luôn đứng ở vị trí đầu câu. Và các bạn có thể tự lấy cho mình thêm nhiều những ví dụ khác và hãy áp dụng vào thực tiễn trong giao tiếp. Những liên từ nối này rất dễ dùng, các bạn có thể vận dụng để sử dụng hàng ngày đều được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. 제 영상을 봐주셔서 감사합니다. 또 만나요.